Chào các bạn. Không biết là có ai đang đang online không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện về một chủ đề mà dân tình đang hot, đó là phụ nữ có nên giữ chồng không? Xuất phát từ một bài viết của đạo diễn Lê Hoàng. Có thể nói là một đạo diễn, người ta gọi ông là đạo diễn đánh đá đúng không ạ? Việc đích gì phải giữ chồng. Tôi thấy cái tên bài viết đã rất là khiêu khích rồi. Và quá nhiều comment, quá nhiều bình luận, đa phần là ủng hộ quan điểm đó. Còn các bạn thì sao? Các bạn có đồng tình với quan điểm đó không? Thực ra thì quan điểm đó là quan điểm chung của rất là nhiều người đúng không ạ? Hôn nhân là một khế ước mà hai bên đã cam kết với nhau mình cùng có chung một cái trách nhiệm và nghĩa vụ đúng không ạ? Gia đình là của chung và chúng ta cũng bình đẳng với nhau trong việc xây dựng hạnh phúc. Thực ra thì không có ai phải giữ ai cả đúng không ạ? Nên không lạ khi mà bài báo của Lê Hoàng lại được nhiều người đồng tình đến như vậy. Thì quan điểm của tôi xưa nay với cá nhân tôi cũng như là với những ca tham vấn tâm lý mà tôi đã từng chia sẻ về hạnh phúc gia đình, về hôn nhân, đặc biệt là những ca ngoại tình, những ca có người chồng có những vấn đề mà người vợ đang băn khoăn là liệu có nên giữ hay không giữ, thì tôi cũng đã chia sẻ một quan điểm rất là rõ ràng. Hai bên muốn hạnh phúc gia đình thì hai bên phải cùng giữ đúng không ạ? Và giữ là giữ cho nhau, cho gia đình chứ không phải là giữ chồng hay giữ vợ. Cảm ơn bạn Hương Nguyễn đã nói là đề tài rất hấp dẫn, đúng thế. Đề tài này là đang được rất là nhiều người quan tâm và bàn luận. Không biết các bạn quan điểm thế nào? Cảm ơn Thu Thu, Hòa Hồ, Hoàng Ngọc, Trâm Trương, Kha Hương Nguyễn, các bạn đã cùng tôi theo dõi ngay tối nay. Cho tôi xin 1 phút để chia sẻ lên trang cá nhân của tôi nha. Quả thật là cái câu chuyện mà chúng ta đang nói hôm nay á, thì nó liên quan tới hạnh phúc gia đình của tất cả những người mà đã và đang có gia đình. Tôi tâm sự với mọi người hôm nay cũng chính là tôi đọc cái bài của Lê Hoàng, mặc dù quan điểm thì tôi không khác, nhưng mà trong bài nói đó thì tôi lại thấy có như một số những cái nguy hiểm. Và mọi người kêu comment bên dưới thì thấy là bất cập nhiều hơn. Và từ những thực tế, những ca mà tôi đã tham vấn về ngoại tình đó, thì tôi thấy rõ là những cái có một cái mẫu số chung các bạn ạ, là người phụ nữ mà bất cần với đàn ông, không coi trọng chồng, cũng không không có một cái sự trân trọng lẫn nhau. Nói như là cái câu cuối cùng đó, chồng giữ mình thì giữ chứ việc gì mình phải giữ người ta theo kiểu bất cần như vậy, thì tôi lại thấy là hậu quả là họ thường gặp phải những đổ vỡ trong hôn nhân nhiều hơn. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ bàn nhau kỹ hơn xem là thực sự là có nên giữ hay không và giữ như thế nào. Tôi đang muốn share lên trang của tôi một chút xíu, mọi người cho xin một. Vâng, và chúng ta thấy là cái câu chuyện mà tại sao mà mọi người lại đồng tình với Lê Hoàng nhiều, kể cả nam giới cũng đồng tình. Vì là đúng là chúng ta thấy phụ nữ mà giữ theo cái kiểu tiêu cực như là kiểm soát tiền của chồng này, không cho chồng có quỹ đen này, rồi kiểm soát thời gian này, kiểm soát điện thoại này, kiểm soát cái biểu hiện rất là khác lạ của chồng để mà nghĩ rằng mình kiểm soát như vậy là mình yên tâm, không có ai lấy được chồng của mình. Thì cái cách giữ như vậy tất nhiên là chúng ta sẽ phản đối đúng không ạ? Không ai chấp nhận được một cái sự kiểm soát như thế, mà kiểm soát như thế thì thực ra là chúng ta sẽ dễ mất hơn bao giờ hết, vì chúng ta giống như là cai ngục và chồng chúng ta thì như là tù nhân. Thì như vậy thì làm sao mà tù nhân có thể chịu nổi cái sự cưỡng bức của cai ngục đúng không ạ? Nói như là một cái quan điểm tôi rất là thích, đó là cuộc hôn nhân của chúng ta, tình yêu của chúng ta nó cũng giống như một con diều á. Nếu mà chúng ta thả lỏng cái tay cầm dây dây diều thì con diều nó sẽ bay cao và nó vẫn luôn luôn ở trong cái sự kiểm soát của chúng ta, trong cái bàn tay của chúng ta, trong tầm mắt của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta giật dây diều một cách rất là theo kiểu giữ tiêu cực mà chúng ta đang nói đó, thì chắc chắn là cuộc hôn nhân này nó sẽ đứt như là cái diều vậy, nó sẽ chao đảo và nó sẽ đứt không sớm thì muộn. Và rất là nhiều ca tôi đã gặp thì đúng là những người phụ nữ mà xem nhẹ chồng mình, rồi kiểm soát chồng mình, rồi không cần chồng, luôn luôn chê bai, luôn luôn phê phán, luôn luôn ỷ là mình giàu có này, mình nhiều tiền này, rồi mình giỏi giang này, và không có quan tâm, không có cần chồng, tỏ ra là không cần chồng.
Thì những ca như thế thì tôi thấy hậu quả là chồng có bầu và hôn nhân của họ dễ đổ vỡ. Vậy thì chúng ta có lẽ là hiểu giữ cho đúng là giữ cho nhau, giữ mình hơn là giữ người đó. Biết các bạn có đồng tình với tôi không? Cái khó nhất là giữ trái tim của mình đấy. Người ta nói là muốn có trái tim, có tình yêu thì chính trong trái tim mình có tình yêu không đã. Nên giữ quan trọng không phải là giữ cái phần xác mà là phải giữ phần hồn, đúng không ạ? Mà muốn cho hôn nhân hạnh phúc thì cái tâm tình của hai bên phải hướng về nhau. Cái cảm xúc của hai bên phải là một tình yêu thương, chân thành, một sự tôn trọng, một sự trân trọng lẫn nhau. Tức là em sẽ rất là cần anh và anh sẽ rất là cần em. Khi mối quan hệ xây dựng hạnh phúc bình đẳng như vậy, nó sẽ làm cho cái hạnh phúc của cặp vợ chồng đó nó luôn luôn được vun đắp. Tôi thường ví cái gia đình hôn nhân nó giống như một cái cây vậy. Nếu chúng ta cùng nhau chăm sóc, hai bên cùng chăm sóc thì cái cây đó nó sẽ lớn mạnh. Còn nếu mà một một trong hai bên không có vun trồng, không có giữ gìn, thậm chí là tỏ ra là bất cần, tôi không cần anh không cần tôi cũng không cần anh. Theo cái nghĩa như vậy thì chứng tỏ là họ đã không còn tình yêu, không còn sự trân trọng lẫn nhau nữa rồi. Nên vì thế mà nếu ai thực sự muốn giữ một cuộc hôn nhân hạnh phúc, trân trọng cái hôn nhân của mình thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta cần giữ gìn chính mình, cần đầu tư phát triển chính mình và từ đó mình hai bên cùng giữ cho nhau, giữ cho cái cuộc hôn nhân này, giữ cho cái gia đình này. Cảm ơn ông Tám Nguyễn Dũng đã comment là vợ chồng cần xây dựng tình yêu trên niềm tin và trách nhiệm thuộc về nhau. Chính xác, mọi kiểm soát chỉ dành cho những người chưa trưởng thành là rất đúng. Mình chỉ có thể là một cái tình yêu dựa trên niềm tin và trách nhiệm thôi. Đã cam kết tin nhau đúng không ạ? Mà quan trọng hơn là tin chính mình và liệu mình có giữ được cái trái tim của mình nó mạnh, nó cái tình yêu nó có thật sự là bền vững theo thời gian hay không. Người nào mà càng giữ thì sẽ càng dễ mất. Và đặc biệt là trong những cái bình luận mà dưới cái bài của anh Lê Hoàng tôi đọc được có những cái quan điểm rất là hay. Đàn bà mà giữ chồng, ghen chồng á thì là đàn bà dại, mà đàn bà tự yêu mình thì sẽ lợi hại rất nhiều. Đó, thì tôi thấy rất là tâm đắc với ý này, nó cũng tôi quan trọng là mình giữ mình ra sao, mình đầu tư vào bản thân như thế nào, mình có yêu mình không, từ đó mình trở nên bản lĩnh trong cuộc nhân. Thực ra cuộc sống hôn nhân cũng như là mọi mối quan hệ khác, nếu mà chúng ta không độc lập tự tin thì chúng ta rất là khó có thể giữ được cái cuộc hôn nhân này hạnh phúc bền lâu. Tôi cũng có một cái trải nghiệm là mối tình của chúng tôi là từ năm thứ nhất, trước trước năm thứ nhất đại học, nhưng mà đến năm thứ nhất đại học của chúng tôi mới nói lời yêu. Và đến đó là năm 95, 96 và đến bây giờ thì chúng tôi cũng trải qua rất là nhiều năm bên nhau rồi. Và tất nhiên là mối tình của chúng tôi không phải là không có những sóng gió. Cũng có nhiều lần trải nghiệm sự thất tình đấy các bạn. Nhưng mà quả thật là đến bây giờ thì tôi thấy là tôi đã có thể là cảm thấy mười mấy năm qua mình đã giữ được một cái sự vững vàng trong trái tim của mình để chúng ta có thể hài lòng khi mà nhìn cái cách mà chúng ta cư xử với chồng, chồng cư xử với mình để thấy rằng là chúng ta đang dành trọn tình yêu thương chân thành cho nhau hay chưa. Chúng ta đang hết lòng vì cái trách nhiệm và nghĩa vụ khi mà chúng ta cùng ký vào tờ giấy kết hôn hay chưa. Tôi gần đây tôi tư vấn cho nhiều gia đình là đang 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 đứng trước một cái ngưỡng cửa ly hôn ấy, thì tôi thấy là những cặp vợ chồng nào mà họ trân trọng cái cuộc hôn nhân, họ coi trọng cái hạnh phúc của họ và con cái họ thì họ thường sẽ có những cái cách thức họ muốn thay đổi chính họ, họ muốn thay đổi cuộc hôn nhân và từ đó họ giữ cái trái tim của nhau. Còn những người nào mà theo cái kiểu như cái tôi quá lớn, họ bất cần, họ nghĩ là tôi không cần chồng, tôi sống một mình được, tôi có thể không cần anh ấy, tôi vẫn sống tốt, vân vân, hay là anh ấy nghĩ rằng là tôi không cần cô ấy, tôi vẫn sống tốt, thì những người như vậy thì họ rất là dễ có những cái suy nghĩ tiêu cực về hôn nhân và họ thường là ly hôn dễ dàng hơn là những cái người mà trân trọng cái hạnh phúc gia đình, trân trọng cái tương lai của mình và con mình. Thì đó là một vài cái chia sẻ ban đầu với mọi người. Tôi đang mong mọi người chia sẻ với tôi quan điểm của mình đây. Mọi người nghĩ là có nên giữ không và giữ như thế nào? Cái kinh nghiệm giữ chồng của mọi giữ chồng hay là giữ chính mình, xin mọi người chia sẻ với nhau nha. Tôi đang đọc thấy một vài lời tâm tình của
các bạn. Cảm ơn Nguyễn Hà Thuy Duy, mẹ Tiêu Bảo, Thảo Chi, Tuyết Hồ, Anh Thư, à, Nụ Hồng Nhung. Các bạn ơi, các bạn chia sẻ đi, quan điểm của các bạn thế nào? Các bạn đã đọc bài của anh Lê Hoàng chưa? Và các bạn đã đọc bài của một số người phản biện lại trên cái quan điểm của anh Lê Hoàng chưa? Chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều những cái luồng ý kiến khác nhau, đúng không? Đó. Và hôm nay thì tôi cũng đã xin chia sẻ lại với các bạn là tôi cũng đã post trên Facebook một cái bức hình mà chúng tôi ở bên nhau bắt đầu yêu từ năm thứ nhất đại học, và tôi nói là chúng tôi giữ cho nhau, và tôi không có lo giữ chồng mà tôi lo giữ mình. Nếu có ai phỏng vấn hay có ai muốn tôi chia sẻ thêm điều gì liên quan đến câu chuyện cá nhân không ạ? Vâng, tôi muốn lý giải một chút xíu là trong những cái ca tham vấn tâm lý mà tôi gặp á, tại sao mà có một số người phụ nữ lại có những cái tư tưởng giữ chồng theo cái nghĩa tiêu cực đó, đó là kiểm soát chồng đó. Nhưng giống như lúc đầu chương trình tôi nói là kiểm soát tiền, kiểm soát thời gian này, kiểm soát điện thoại này, rồi dùng con để kiểm soát chồng này, rồi dùng tất cả những cái mối quan hệ của mình để kiểm soát chồng này, không muốn cho chồng không thể bỏ được mình, nghĩ là mình có một cái thế rất là mạnh rồi, cho nên là yên tâm là chồng sẽ không bỏ mình, không dám bỏ mình. Nhiều chị em còn nói cứng với tôi là chồng tôi mà bỏ tôi thì chồng tôi sẽ như thế này, chồng tôi sẽ như thế kia, nhưng mà cuối cùng thì kết quả lại là những cái người đó lại là rơi nước mắt vì những cái tình huống rất là như chính những cô vợ nói với tôi xấu hơn em rồi. Em rất là nhiều là chị, mà khi các cô ấy kể lại những cái chị thì tôi thấy cái biểu hiện như sau. Tôi thấy những người phụ nữ mà cố tình giữ chồng cho bằng được á, nó thể hiện thứ nhất là người đấy có hai trường hợp. Một là quá lệ thuộc vào chồng, tức là thấy là mình không có chồng thì mình sẽ bị khó khăn về kinh tế, mình sẽ không nuôi được con, cho nên là phải tìm mọi cách để giữ chồng. Đây chính là một cái sự thiếu tự tin của phụ nữ. Rất là nhiều phụ nữ đã thiếu tự tin đến mức mà không không dám mà rời bỏ cái người người chồng, cho dù người đó có thể là cờ bạc, có thể là ngoại tình, có thể là đánh đập mình, nhưng mà vẫn cố cố gắng giữ cái người chồng này để mà giữ một cái chỗ dựa, giữ một cái nơi mà giữ cái người mà kiếm ra tiền, mang tiền về cho mình tiêu. Rồi có những người thì giữ là vì sĩ diện nữa, không muốn mất chồng, mặc dù mình cũng không còn yêu thương gì chồng, thậm chí là biết thừa là chồng không có yêu thương gì mình, nhưng phải giữ cho bằng được, là để không có sĩ diện với bạn bè, với hàng xóm láng giềng. Và cái trường hợp này thì tôi thấy gặp rất khá là nhiều người ở phụ nữ ở phía Bắc thì cảm thấy rất là nản khi mà chồng gia trưởng, chồng có những cái hành vi xấu trong hôn nhân, không có quan tâm, không có biết chăm sóc chiều chuộng hay là yêu thương vợ, nhưng mà vẫn cố gắng giữ cái gia đình đó để mà vì cái sĩ diện của bản thân cũng như là của gia đình. Có những người thì giữ để vì bố mẹ ra cái một cái yêu cầu là con không được phép bỏ chồng, dù thế nào con không được phép bỏ, phải giữ cho bằng được cái gia đình này, phải giữ cho bằng được chồng. Thì cái chữ giữ đấy nó rất là tiêu cực ở cái khía cạnh là vì rất nhiều lý do mà tôi vừa nói, nhưng điểm điểm lý do nổi bật nhất đó là cái sự lệ thuộc. Lệ thuộc có thể là tiền bạc, lệ thuộc có thể là về 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 tình cảm, lệ thuộc có thể là về cái danh dự gia đình. Chúng ta vẫn hay nói là cái danh hão ấy, đây chính là cái ý đó. Thì đấy là những cái sự lệ thuộc rất là lớn. Người phụ nữ đấy thể hiện cái sự thiếu tự tin, thiếu cái sự độc lập trong suy nghĩ, trong cảm xúc cũng như là trong vấn đề tài chính. Vì thế mà họ mới phải lo giữ chồng, họ giữ bằng nhiều cách khác nhau, và họ càng giữ thì càng dễ mất hơn, càng giữ thì họ càng gặp cái thất bại trong hôn nhân, càng giữ thì họ càng cái bế tắc nó ngày càng nhiều. Thì đấy là cái nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai thì lại cố tình giữ vì không phải là thiếu tự tin, mà người này lại rất là nhóm lại rất là giỏi giang, thể hiện cái bản lĩnh hơn chồng, kiếm tiền giỏi, gia đình giàu có, thể hiện rất là ra ở trên cơ chồng đó, và tìm cách giữ chồng như là một cái
sợ vật sở hữu như là cái vật trang sức, như là cái người mà đảm bảo cho mình có một gia đình đầy đủ, con mình có bố, rồi mình cũng là một người đàn bà thành đạt thì mình không muốn mình là một người đổ vỡ trong hôn nhân, vân vân và vân vân. Thì có rất là nhiều cái kiểu giữ chồng như vậy. Thì cái kiểu giữ đấy thì tôi rất là phản đối. Khía cạnh này thì tôi rất là đồng tình một phần trong cái bài viết của anh Lê Hoàng. Vậy thì cái khía cạnh mà tôi phản đối một chút xíu là trong cái bài viết đó anh ấy đã nói là tôi không khuyến khích phụ nữ coi thường đàn ông, nhưng thực ra toàn bộ cái phần phân tích phía sau thì tôi, nếu là tôi là đàn ông tôi đọc tôi cũng sẽ cảm thấy tự ái, là cái sự coi thường đàn ông rất là rõ. Đàn ông Việt Nam ra giỏi giang thì thành đạt thì mới có lý giữ, có lý, còn đây thì vừa béo vừa xấu vừa vô tâm vừa thế này vừa thế kia thì có đáng gì mà giữ. Rồi nó giữ mình thì giữ chứ việc gì mình phải giữ nó. Thì cái cách mà coi thường đàn ông như vậy thì tôi sợ rằng nếu như chị em phụ nữ đang bất 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 gọi bất mãn trong đời sống hôn nhân á, mà theo cái khía cạnh là ủng hộ cái quan điểm đấy, và mà giống như là tôi nói là cái nhóm phụ nữ đấy sẽ bất cần, không không còn muốn thiên giữ chồng, thậm chí là sẵn sàng là cãi nhau một lần thôi là ly hôn, rồi thậm chí là vì một cái mâu thuẫn rất là nhỏ không đáng có cũng ly hôn. Và chúng ta thấy là một trong những cái lý do mà bây giờ tỷ lệ ly hôn rất là nhiều đó là người ta bất cần trong hôn nhân, người ta không có giữ nhau, người ta không có cần nhau, người ta không cần gia đình luôn. Thậm chí là nhiều người cũng cũng nghĩ là có một hai cái ý liên quan đến con. Cái ý này thì tôi hơi 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 khó diễn đạt chút xíu, tôi xin phân tích một chút xíu về hai khía cạnh giữ chồng vì con và lại cũng bỏ chồng cũng vì con. Có người luôn luôn lấy con làm một cái bình phong, tôi phải giữ anh ấy vì con tôi, nó không thể tôi bố nó thế này nó thế kia, sợ tương lai của nó sẽ thiệt thòi vân vân. Nhưng có người thì bằng mọi cách là phải vì một cái tự ái với chồng ngay lập tức là chê bai chồng rồi ly hôn liền, là vì cũng bảo ồ tôi sợ rằng sau này con tôi sẽ bị ảnh hưởng xấu của bố vân vân. Tức là đôi khi người ta lấy con là một bình phong, nhưng thực ra người ta lại đang là một cái sự ích kỷ, một cái biện hộ cho cái quan điểm rằng mình không có cần, mình bất cần với cái người đàn ông này. Chúng ta biết là ai cũng có cái ưu và cái nhược đúng không ạ, không ai hoàn hảo cả, mà cuộc sống hôn nhân là một cái khế ước mà chúng ta về với nhau để chúng ta thích nghi và biến đổi lẫn nhau. Nếu mà trong hôn nhân thì muốn hạnh phúc thì tôi muốn có một cái từ đó là từ chấp nhận lẫn nhau và bao dung cho nhau. Nếu mà chúng ta không chấp nhận cái sự khác biệt trong suy nghĩ, trong cái hành động, trong cái lối cư xử, trong cái cách sống thì chúng ta rất là khó chấp nhận hôn nhân. Có một ca tôi đã từng gặp đó là người vợ thì muốn chồng quan tâm chu đáo từng việc trong nhà, phải biết là vợ đang cần gì, con đang cần sữa hay cần giã hay cần gì đó thì phải mua, nhưng người cháy vật vặt đấy vợ lo được rồi, và mình sẽ lo tiền bạc, mình sẽ lo sự nghiệp, mình sẽ lo cái công việc để mà ổn định kinh tế cho gia đình, những việc lớn đó, ví dụ như là xây nhà, mua xe rồi vân vân. Nhưng mà người vợ không có chấp nhận cái cách của anh người chồng, và người vợ luôn luôn thấy là thiếu thốn cái sự quan tâm, sự yêu thương, và người vợ cảm thấy rất là bức bối trong cái cách hành sự này. Thì bây giờ nếu mà người vợ cứ tiếp tục không thấy hài lòng về người chồng thì sớm hay muộn cô ấy cũng sẽ thấy tiêu cực trong cảm xúc, và từ đó cô ấy sẽ đánh mất hạnh phúc gia đình. Nhưng nếu mà cô ấy học cách nhìn cái điểm tốt của anh ấy, học cách chấp nhận cái quan điểm sống của anh ấy, và có thể trò chuyện với anh ấy để anh ấy biết là mình đang cần gì, để mình cũng trân trọng những cái đóng góp của anh ấy, mình cũng trân trọng những cái suy nghĩ của anh ấy về 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 tương lai gia đình, nhưng mà mình rất là cần anh ấy trong những cái hành vi đời thường quan tâm đến mình, thì tôi nghĩ có lẽ người đàn ông họ sẽ thêm hiểu cái nhu cầu của vợ, và họ sẽ biết làm thế nào để làm cho vợ mình vui hơn, hài lòng hơn. Chúng ta thấy là một hôn nhân hạnh phúc thì rất là cần hai bên yêu nhau, có trách nhiệm với nhau đúng không ạ? Nhưng mà cái cách thể hiện tình yêu của mỗi người chúng ta nó rất là khác biệt. Ngay cả phụ nữ chúng ta thôi cũng mỗi người có cách cách yêu một kiểu, thì đàn ông với chúng ta lại càng khác. Có những người đàn ông vì cái yếu tố văn hóa và yếu tố truyền thống trong gia đình, họ nghĩ rằng là họ đi làm việc chăm chỉ mang tiền về đó là lo là thương vợ rồi. Nhưng cũng có những người đàn ông thì họ lại chăm sóc từng ly từng tí cho vợ thì mới là yêu. Thì nếu như bạn lấy một người mà cùng quan điểm với bạn thì quá là hạnh phúc rồi. Nhưng nếu bạn lấy một người mà họ có những quan điểm khác bạn thì bạn cần phải chia sẻ và cũng tìm ra một cái điểm chung trong quan điểm của hai người, và có những cái mong muốn, có những cái thể hiện cái
mình muốn gì mình phải nói thì người ta mới biết. Ngay cả chuyện vợ chồng, đó là chuyện tình dục, tôi đã từng live stream một chuyên đề về vấn đề này. Thì nếu mà về nhu cầu tình dục thì ai cũng có, nhưng mà cái cách mà thể hiện nhu cầu đó và cái mong ước được đáp ứng nhu cầu đó nó rất là khác nhau. Nếu mà chúng ta không chia sẻ với nhau về nhu cầu của mình và lắng nghe nhu cầu của bạn đời thì chúng ta rất là khó tìm được sự hòa hợp trong cái đời sống tình dục của cặp vợ chồng. Mà chúng ta là cái người mà nhớ hạnh phúc gia đình là do hai bên cùng cùng vun đắp, chứ một người vun thì cũng không có bao giờ cái cây hôn nhân nó tốt tươi được cả. Vì thế mà chúng ta thấy đấy, nếu như mà chúng ta thật sự muốn muốn giữ chồng thì muốn giữ gia đình thì xin đừng giữ chồng hay là bắt chồng phải giữ mình. Cả hai cách đấy tôi đều không 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 ủng hộ. Mà quan trọng hơn là mình hãy đầu tư vào bản thân mình hãy giữ mình trước. Bạn tôi vẫn còn nhớ một câu danh ngôn tôi rất là thích, đó là bạn muốn có nhiều sự yêu thương trên khắp thế giới thì bạn hãy bắt đầu bằng sự yêu thương ngay chính con trong tim bạn. Cho nên tôi thấy là muốn có một cái trái tim, một cái tình yêu chân thành từ phía người đàn ông thì phải xem mình đã yêu chân thành người đó chưa. Yêu chân thành là yêu đúng cái điều người ta đang mong muốn không, mình có hiểu tâm tư của họ không, mình có chấp nhận con người họ không, mình có tôn trọng con người họ không, mình có chia sẻ cái lo lắng ưu phiền cùng với họ không, và mình có cái điều gì mình có thật lòng với họ không. Đôi khi phụ nữ có những cái nhưng mà cứ giấu kín trong lòng, và đàn ông cảm thấy họ không có được đối xử một cách thật lòng, họ không có được chia sẻ một cách thật sự là tận tâm từ cái phía người mình yêu thương, thì họ cảm thấy là họ không có được tôn trọng, họ không có được đề cao trong gia đình. Chúng ta biết là trong gia đình mà chỉ cần một người coi thường người kia thôi thì hôn nhân đã là một cái nguy cơ rất là lớn. Chồng coi thường vợ hay vợ coi thường chồng thì cái nguy cơ đổ vỡ nó rất cao. Vì thế mà cái sự trân trọng lẫn nhau nó rất là quan trọng. Mà cái sự trân trọng này thì nó phải biểu hiện ở tất cả mọi những cái hành vi mỗi ngày của chúng ta với nhau, từ chuyện ăn uống ngủ nghỉ cho đến trò chuyện về công việc. Tôi thường hay chia sẻ với mọi người về những cái ngôn ngữ không lời trong tình yêu, đó là năm giác quan. Và nhân nói năm giác quan thì sáng nay tôi đã được bạn Phan Mạnh Hiệp, một người chồng rất là yêu thương vợ, đã tác tôi vào một cái status của anh ấy về mùi hương. Anh là một người mê mùi hương và anh nói là phụ nữ mà muốn giữ trái tim người đàn ông thì hãy làm cho người đàn ông cảm thấy rất là thích thú với cái mùi hương của mình, cũng như là tạo ra những mùi hương thú vị làm cho người đàn ông nhớ lâu. Thì chúng ta nhớ cái nhân vật Hàm Hương trong phim Hoàn Châu Cái Cách đó, thì cô ấy có một cái mùi hương quyến rũ mà ong bướm cũng vây quanh, và vua thì rất là thích cái mùi hương của cô ấy. Thì bản thân phụ nữ chúng ta, liệu chúng ta đã trân trọng mình để mà chúng ta toát lên một cái sự tự tin, một cái sự độc lập, một cái vẻ đẹp từ bên trong cũng như là bên ngoài, từ hình thức cũng như là nội tâm. Ngay ngay một cái chi tiết rất là nhỏ là tạo một cái mùi hương nồng nàn từ chính mình thôi, thì mình đã làm chưa? Một người phụ nữ tự tin, tôi tin là sẽ là một người phụ nữ biết chăm sóc bản thân, biết giữ bản thân sạch sẽ, thơm tho, biết tạo ra những cái mùi hương cho chính mình cảm thấy thư giãn, và từ đó sẽ chinh phục người chồng của mình. Rồi những cái cử chỉ không lời bằng xúc giác như là cái ôm, cái massage, cái nắm tay, tất cả những cái cử chỉ đấy nó rất là nhỏ, nhưng mà cộng tất cả những cái cử chỉ đó lại thì nó lại là một cái sức mạnh vô cùng là lớn trong việc là chinh phục lẫn nhau. Ở đây tôi muốn nói là chinh phục lẫn nhau và mình tạo ra hạnh phúc cho chính mình trước, và điều đấy sẽ có ở những người phụ nữ tự tin và bản lĩnh. Họ không phải là đang giữ chồng mà họ đang làm mọi cách để chính họ hạnh phúc trong hôn nhân, và từ đó họ hạnh phúc bên chồng mình. Và khi mà họ trân trọng người đàn ông họ yêu, họ quý mến, trân trọng và quý mến cái người đàn ông đó, thì họ sẽ tìm cách làm cho người đàn ông đó hài lòng. Và tôi tin rằng bất kỳ người đàn ông nào mà muốn mà yêu thương vợ, muốn trân trọng vợ thì cũng tìm mọi cách để người vợ hài lòng với mình. Có những người đàn ông sẽ dùng cách là nấu ăn ngon cho vợ, có người đàn ông thì nỗ lực chăm chỉ làm việc để mang tiền về cho vợ, có người đàn ông thì chăm sóc vợ theo cái cách là cơm bưng nước rót, theo cái kiểu là đi chợ giúp vợ này, rồi vợ đau thì đỡ đần cho vợ này, có người thì giặt quần áo cho vợ, nhưng có người thì không phải như vậy. Có rất là nhiều cái kiểu chăm sóc lẫn nhau, chỉ là chúng ta đã tìm ra cái tiếng nói chung của mình trong cái câu chuyện giữ gìn cái trái tim của nhau hay không. Đấy mới là điều quan trọng. Cảm ơn chị Lương Mỹ Phượng đã comment một cái ý rất là thú vị, đó là đây, tôi bị, đừng đòi hỏi những gì, đừng đòi hỏi quá cao ở chồng.
Chính xác. Em thường hay nói với các chị em là mình càng kỳ vọng thì sẽ càng thất vọng, và mình cũng đừng kỳ vọng, mình cũng đừng đòi hỏi, hãy chấp nhận lẫn nhau. Cái từ chấp nhận lẫn nhau là họ như thế nào thì hãy 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 đón nhận họ như thế. Và nếu mà cái phần họ của họ ấy, họ bày tỏ mà không có khớp với cái mong đợi của mình á, thì mình phải là người chia sẻ, mình phải người nói ra để chồng biết là mình muốn gì. Có rất nhiều anh nam giới đã tâm sự với tôi là đôi khi phụ nữ cứ nghĩ là chúng tôi phải hiểu, nhưng làm sao chúng tôi hiểu được, chúng tôi có những suy nghĩ khác các cô, làm sao mà các chúng tôi cứ bắt chúng tôi phải tự hiểu, hãy nói ra cho chúng tôi biết thích cái gì, muốn cái gì thì nói, đừng có úp úp mở mở, đừng có bắt chúng tôi phải hiểu, xong không hiểu thì lại giận hờn đó. Tức là cái sự kỳ vọng thái quá nó làm cho chúng ta khổ. Đầu tiên cái người phụ nữ mà hay 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 làm khổ mình vì chính mình, vì cái kỳ vọng của mình, vì cái sĩ diện của mình, vì cái tôi quá lớn của mình, nên là thể hiện ra cái thái độ nó tiêu cực đối với chồng. Cảm ơn chị Phượng có thêm comment nữa là muốn giữ chồng trước hết phải bữa cơm chung, giờ giấc mọi người trong gia đình phải tuân thủ, ví dụ như không ai về quá khuya. À, đúng rồi ạ, những cái chi tiết đó chính là sự tôn trọng lẫn nhau đi ạ. Nếu mình có về muộn thì mình cũng phải nói, mình điện thoại về, mình nhắn tin về, rồi đi đâu mình cũng phải nói. Có nhiều những gia đình mà tôi thấy là vợ đi đâu cũng không thèm nói với chồng đi đâu cũng không thèm nói với vợ, thì tôi cho rằng đó là một cái sự coi thường lẫn nhau. Và những cái cặp đôi như vậy thì chắc chắn là họ không có được cái tình yêu rồi, và cái tình yêu nếu có thì nó cũng sẽ bay đi rất là nhanh. Cảm ơn Hồng Hạnh đang lắng nghe. Thôi mọi người ơi, có câu tâm sự nào xin chia sẻ đi ạ. Vấn đề này quả thật là nó rất là nhiều cái quan điểm khác nhau, vì mỗi nhà sẽ có những cái suy nghĩ riêng. Cảm ơn cô giáo Mai Loan Nguyễn. Dùng con là bình phong có ổn không? Chị đang chỉ nói đến cái thực trạng thôi. Nhiều người dùng con là bình phong đấy chị Mai Loan Nguyễn. Họ dùng con để gây sức ép với chồng, họ dùng con để kiểm soát chồng. Và có người thì ngược lại, dùng con để lấy lý do để bào chữa cho cái sự tự ái cá nhân của mình, không có chấp nhận cái sự thay đổi trong hôn nhân, không có sự bao dung tha thứ cho nhau trong hôn nhân. Cho nên họ cứ nói là ở vì con họ sẽ phải ly hôn. Nhưng mà khi mà tìm hiểu kỹ thì họ chưa có thật sự làm mọi cách, nỗ lực mọi cách để mà cho cái cuộc hôn nhân này nó có một cái tiếng nói chung. Họ thật chính họ cũng chưa thay đổi nữa, họ chỉ biết biết đòi hỏi thôi, họ chỉ biết kỳ vọng thôi. Và nếu chồng không được như ý thì họ sẽ giải tán cái cuộc hôn nhân này. Và chúng ta biết là hôn nhân không hề đơn giản. Kết hôn với nhau đã khó rồi, ly hôn, cuộc sống tiếp theo sau cuộc ly hôn là rất là không hề dễ ạ. Xin chia sẻ với chị em là tôi tư vấn rất là nhiều ca liên quan đến ly hôn rồi. Và sau ly hôn mà phụ nữ sống hạnh phúc, độc lập và lo được cho con cái, phải nỗ lực rất là nhiều. Những cái người bạn của tôi bây giờ phải sống đơn thân với con ấy, họ cũng nói là chẳng đặng đừng thì mới phải ly hôn thôi. Chứ các bạn đừng 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 dễ dàng quyết định cái việc ly hôn để mà phải một mình lo toan mọi thứ, đối diện với bao nhiêu áp lực cho chính mình và cho con mình. Nó không hề đơn giản đâu ạ. Tôi rất là đồng tình là nếu người chồng tệ, người chồng không có ra gì thì chúng ta cần phải ly hôn để giải thoát. Có rất là nhiều ca chúng tôi cũng đã bàn với thân chủ về cái hướng là giải thoát. Đó còn có thể thay đổi được 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 gì từ chính mình hay không? Mình đừng đòi hỏi người khác thay đổi, mình phải thay đổi trước. Cái cách cư xử của mình, cái cách sống của mình, cái cách mà mình nhìn nhận người chồng, thì liệu đã hai bên đã thật sự tôn trọng lẫn nhau, đã thật sự chấp nhận lẫn nhau chưa, hay chúng ta đang thể hiện cái sự bất cần, sự coi thường, sự đánh giá thấp đàn ông để mà nghĩ là mình là người đàn ông, một người phụ nữ mạnh mẽ, kiểm soát được mọi thứ. Thực ra thì nếu chúng ta là một cái người không có cần 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 ai hết á, thì chúng ta hãy suy nghĩ kỹ trước khi kết hôn thì tốt hơn. Còn khi chúng ta đã kết hôn rồi, có nghĩa là chúng ta đã cùng nhau ký vào một cái khế ước hôn nhân rồi, mình phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với nhau và với con mình nữa, chứ mình không thể bất cần được, đúng không ạ? Cảm ơn Vĩnh chị đã nói là nếu bằng lòng hôn nhân của mình thì cũng cũng nên cần nên giữ gìn cho nhau, giữ chồng và giữ mình, để hôn nhân không hạnh phúc thì cũng đừng nên cố giữ một người không thuộc về mình. Chính xác ạ. Mình chỉ giữ khi họ là người yêu thương mình thôi. Tình yêu trong cuộc sống hôn nhân nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Nếu còn tình yêu thì có nghĩa là bạn sẽ còn có những giải pháp thay đổi để thích hợp với nhau. Nhưng nếu mà hết tình yêu rồi thì đúng là ly hôn là giải pháp tốt nhất ấy. Cảm ơn mọi người. Có rất là nhiều ý kiến mà tôi rất là muốn đọc lên chia sẻ.
À, mẹ tiểu bảo nói là không giữ là có người bốc nhầm liền cô ơi. Đúng rồi, nhiều người phụ nữ cứ nói là không cần chồng nhưng mà đến khi chồng bị người phụ nữ khác lấy mất thì lại đau đớn. Tôi đã từng gặp những người phụ nữ như vậy rồi, cái lúc mà họ đang có chồng bên cạnh thì họ coi thường chồng lắm, chồng làm gì cũng chê hết á, và nghĩ là ông giỏi thì ông đi đi, thậm chí có người còn thách thức chồng đi với người khác đi, nhưng mà đến đến khi sự thật xảy ra thì lại đau buồn, lại lại cảm thấy là vô cùng là tủi thân khi mà mình một mình đơn chiếc. Tôi đã từng gặp vài người như vậy trong cái cuộc sống thực mà tôi quan sát, chứ không phải chỉ là những ca tư vấn đâu ạ. Người phụ nữ thông minh sẽ không giữ chồng bằng cách kiểm soát chặt chẽ. À, cảm ơn mẹ Tiểu Bảo đã đồng tình quan điểm. À, cảm ơn bạn Minh Huyền là giữ mình là mới mình sẽ hút chồng, không có nhất thiết phải lo giữ khư khư. À, chính xác. À, tôi đang cùng chia sẻ với mọi người về cái nên giữ hay không, và có những trường hợp mà họ 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 giữ là vì cái gì. Tôi muốn thống nhất với chia sẻ với mọi người một cái quan điểm cá nhân tôi, đó là hãy giữ cho nhau, hãy giữ chính mình. Ở trong hôn nhân thì nếu để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì vô cùng cần chúng ta phải vun vun đắp cùng nhau xây dựng. Quan trọng nhất vẫn là cái tình yêu trong trái tim mình có chân thành hay không, có thật sự trân trọng cái người bạn đời của mình hay không, và bản thân người phụ nữ chúng ta có thể làm gì để chúng ta giữ mình. Đó là mình phải là cái người độc lập. Phụ nữ muốn không lệ thuộc, muốn mình không rơi vào cái trường hợp lúc nãy tôi nói đó, là phụ nữ phải giữ là vì lệ thuộc chồng, là vì thiếu tự tin. Bây giờ mình muốn là một cái người phụ nữ có được cái hạnh phúc trong hôn nhân thì số một mình phải là người tự tin, độc lập. Tự tin ở đây là muốn nói là mình không có phụ thuộc vào suy nghĩ và cảm xúc của họ. Họ đối xử với mình như thế nào á thì cũng không phải là cái nguyên nhân làm cho mình buồn khổ. Chúng ta nhớ là cái người phụ nữ tự tin độc lập họ sẽ sống với cái sức mạnh nội tâm của họ, chứ họ không có sống trên miệng lưỡi người khác, họ không sống trên hành vi của người khác. Không phải chồng chăm thì mình mới vui mà chồng không chăm thì mình buồn. Cái nỗi buồn niềm vui của mình mà phụ thuộc vào chồng thì nó quá khổ đi. Chúng ta nhớ là chúng ta phải biết tạo ra cái niềm vui cho bản thân mình, biết chăm sóc bản thân, biết yêu thương bản thân. Người phụ nữ tự tin sẽ luôn luôn trân trọng chính mình, sẽ không để bị tổn thương bởi bất kỳ điều gì. À, tôi rất thích một câu của Gandhi, đó là không ai có thể làm bạn tổn thương nếu bạn không cho phép. Vì thế mà bạn muốn giữ được tình yêu trong trong trái tim người khác thì bạn phải có một cái tình yêu với bạn trước. Bạn có yêu mình không? Và bạn có yêu chồng không? Hai câu đấy bạn phải trả lời thì bạn mới có thể là có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Đây không phải là chuyện giữ chồng hay là chồng giữ vợ, mà là mình giữ hạnh phúc cho chính mình giữ cuộc gia đình cho chính mình giữ gia đình cho con mình. Đó, thì đấy là cái quan điểm nhất, phụ nữ phải tự tin và độc lập. Độc lập ở đây vừa rồi tôi nói tự tin là về mặt cảm xúc, còn cái độc lập ở đây chính là độc lập về tài chính. Một người phụ nữ không có sống lệ thuộc của người khác, dù chúng ta kiếm được nhiều tiền hay ít tiền nó không quan trọng, mà mình có công việc, mình có trình độ thì mình sẽ nuôi sống được bản thân. Và nếu trong trường hợp người chồng tệ bạc, người chồng không ra gì, không có một cái cơ hội nào để người chồng thay đổi, và người chồng cũng không muốn thay đổi, thì lúc đấy mình có thể sẵn sàng buông tay và mình sẽ xây dựng một cuộc sống mới chỉ có mình và các con, và mình có thể tồn tại được. Giàu hay nghèo không có quan trọng, mà quan trọng nhất là mình sống như thế nào, mình có sống độc lập hay không, mình có bằng đôi tay của mình để mình làm chủ cái cuộc sống của mình hay không. Và từ đó sẽ đôi khi cuộc sống khó khăn lại làm bài học quý cho con cái, và cũng là cơ hội để con cái cùng với mình vun đắp cái cuộc sống của gia đình, của nhỏ bé, của các ba mẹ con hay là hai mẹ con. À, một cái điểm thứ hai nữa đó là người phụ nữ rất là cần có rèn cái chính là cái tâm đạo, cứ nói cái từ đạo đức thì nghe nó hơi hơi lý thuyết, nhưng thật sự đấy là một điều rất là quan trọng trong việc nuôi dưỡng tình yêu. Một người phụ nữ có một cái tâm, một cái sự bao dung, một cái tấm lòng nhân hậu, biết yêu thương mọi người, thì tôi tin rằng đấy là sức hút mạnh nhất đối với người đàn ông. Không có người đàn ông nào mà muốn rời bỏ một người phụ nữ tốt đối với mình, biết được cư xử tốt với mình, biết cư xử tốt với nhà gia đình, nhà chồng, biết cư xử tốt mọi người xung quanh. Người phụ nữ có đạo đức chính là một cái lực hấp dẫn lớn nhất, và cái đấy thì không cần phải giữ, bạn cũng sẽ có những người trân trọng bạn. Và ai mà không biết trân trọng bạn thì người đấy sẽ thiệt thòi đầu tiên. Nên vì thế mà bạn cứ sống hết, đúng, sống đúng với lương tâm của mình, đừng vì người ta tệ mà mình tệ lại. Có những người phụ nữ nói với tôi là anh ấy đi ăn trả thì bây giờ em sẽ phải đi ăn nem, thì tôi thường nói là
tại sao bạn lại hủy hoại chính cái nhân cách của bạn như vậy. Nếu mà người đó đi ăn chả mà bạn đi ăn nem thì hóa ra bạn cũng là cùng làm y như cái hành vi mà bạn đang rất là phê phán, bạn đang rất là coi thường cái hành vi mà không chung thủy đó, thì đấy là một điều vô cùng nguy hiểm. Cho nên tại sao tôi nói là giữ giữ chồng, tại sao lại không nên giữ chồng mà thay thay vì giữ chồng hãy giữ mình. Vì khi mà bạn giữ được bản thân bạn, giữ được cái con người bạn, giữ được sự tự tin, độc lập và đạo đức của bạn thì bản thân bạn đã có đầy đủ sự mạnh mẽ rồi. Và thường khi bạn có như vậy thì bạn có một sức hấp dẫn rất là lớn và người đàn ông sẽ trân trọng bạn. Không có một người đàn ông tử tế khôn ngoan nào mà lại muốn mất một cái người vợ độc lập, tự tin và có đạo đức. Thực ra những cái điều này nó phải là thể hiện trong hôn nhân một cách khéo léo. Chiều nay tôi có vừa chia sẻ một cái bài của sư cô Suối Thông biên dịch về người khôn khéo đó, tôi thấy rất là hay. Và bạn thể hiện cái sự độc lập, tự tin, bản lĩnh của bạn, đạo đức của bạn trong đời sống hôn nhân như nào cho nó thật sự là khôn khéo trong các mối quan hệ đây. Bạn thông minh chưa đủ, bạn cần phải có cái cách thức sống sao cho hòa hợp với mọi người. Thực ra đấy nói là sự khôn khéo nhưng nó chính là một cái nghệ thuật sống, nghệ thuật chung sống. Ví dụ như là một cái hành động rất là nhỏ thôi nhưng mà mình giữ thì rất là quý. Người xưa dạy là chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa thì muôn đời không khê. Thì đây là cái cách nghệ thuật ứng xử thôi, chứ không phải là vì người vợ phải lùi, người vợ phải nhịn nhục để mà giữ chồng. Không có phải như vậy. Mình đừng hiểu mang tính chất tiêu cực, mà mình hãy hiểu là cái nghệ thuật chung sống mình học để mình biết cách hòa hợp, để mình có được cái hạnh phúc cho chính mình, từ đó mình lan tỏa cái hạnh phúc với những cái người mà mình yêu thương, và khi đó thì người ta sẽ trân trọng mình. Còn nếu mà mình cứ luôn luôn đòi hỏi ở người khác phải làm gì đó cho mình vui, đòi hỏi người khác phải làm gì đó cho mình hạnh phúc thì mình đang là ích kỷ. Cho nên vì thế tại sao tôi lại nhấn mạnh cái yếu tố đạo đức là sự bao dung, là sự vị tha, là sự nhân ái của cái người phụ nữ, thì khi đó sẽ là một cái vũ khí không lời, một cái có thể nói là một cái sức hút vô cùng mạnh mẽ. Và tôi còn nhớ bác Trịnh Trung Hòa, một người mà làm công tác tham vấn tâm lý cùng với tôi từ những năm 99 2000 thôi Hà Nội đó, thì chúng tôi gọi là chú Trịnh Trung Hòa. Chú ấy đã có những cái phân tích rất là hay, là người phụ nữ chỉ có thể đẹp nhất khi họ tự tin thôi. Và cũng nhờ những lời dạy dỗ đó mà tôi luôn luôn rèn luyện mình để mà mình độc lập và tự tin. Tất nhiên sự tự tin không có đến ngày một ngày hai, mà do chúng ta phải giữ gìn, phải thay đổi, biến đổi người không chi bằng hãy biến đổi mình. Đời thay đổi khi ta thay đổi, đúng không ạ? Mình không có thay đổi được ai hết. Vậy thì phụ nữ sẽ thay đổi, chăm sóc bản thân mình tốt hơn này, có sức khỏe thì mới giữ được hạnh phúc gia đình. Nói gì thì nói, chứ cái nhu cầu về tâm lý cũng như là nhu cầu về sinh lý trong đời sống vợ chồng rất là quan trọng. Có nhiều ca tôi tham vấn là có vấn đề về hôn nhân trục trặc đó, có chuyện ngoại tình đó, là nó liên quan tới một trong hai người có những cái thờ ơ, lạnh nhạt, hoặc là vì điều kiện gì đó mà không có đáp ứng cái nhu cầu của nhau. Tất nhiên đây cũng chỉ là một trong các yếu tố thôi, nó không phải là yếu tố duy nhất mà làm cho hôn nhân của họ đổ vỡ. Nhưng mà có một cái yếu tố là cái sự lạnh nhạt giường chiếu. Ở đây không phải là cái đáp ứng nhu cầu theo cái nghĩa cái kiểu nghĩa vụ, mà ở đây chính là sự giao hòa của tình yêu. Bác sĩ Nguyễn Lan Hải, một trong những người chị cả rất là quan trọng trong nhóm cuối tuần của chúng tôi, đã chia sẻ một cái bài về tình dục rất là hay, là tình dục là sự thăng hoa của tình yêu. Và nếu như mà có sự giao hòa về tình cảm á, thì đấy chính là cái chiều đấy chính là một cái điều mà gắn kết hai người nhanh, tuyệt vời nhất, sâu sắc nhất, không gì bằng đâu ạ. Cho nên là tại sao nói là có những người họ cứ nói thẳng một cái câu rất là trần trụi là học cách làm tình đi thì sẽ giữ được chồng. Họ nói như thế không phải là sai, nhưng mà chưa đủ, mà phải học cách trao cho nhau một cái tình yêu nồng nồng thắm ở trong cái đời sống ai ân, thì mới làm cho cái trái tim người kia thuộc về mình. Chứ còn không phải chỉ đơn giản là làm một cái động tác ân ái với nhau là xong. Thì cái nghệ thuật cao nhất trong 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 đời sống tình dục chính là trao nhau một cái tình yêu nồng cháy. Thì đấy chính là một cái chìa khóa để phụ nữ có thể giữ giữ người chồng của mình, và cũng là một cái chìa khóa để người đàn ông phải biết để giữ người vợ của mình. Chứ nếu mà một trong hai người mà không quan tâm đến nhu cầu tình dục người kia, không quan tâm nhu cầu tâm lý của người kia, thì người đó sẽ đánh mất đi cái tình yêu trong 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 trái tim người kia. Chúng ta nhớ là tình yêu thì nó không có phải là bất biến đâu ạ, nó sẽ thay đổi theo thời gian.
một cái điều mà cuối cùng tôi muốn chia sẻ thì tôi thấy cũng đã quá giờ rồi, đó là để cho hôn nhân cái câu thay vì cái câu là phụ nữ có nên giữ chồng hay không á, thì tôi đề nghị chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ là làm thế nào để mình có được hạnh phúc cho mình và trong hôn nhân của mình, điều đó quý giá hơn. Chúng ta sẽ học cách sống hạnh phúc cho chính mình, và từ đó tôi tin rằng bất kỳ ai cũng sẽ làm cho người khác muốn ở cùng chúng ta khi mà chúng ta là một người hạnh phúc, dù đó là người chồng hay người vợ. Hãy làm cho mình hạnh phúc và hãy làm cho những người mình yêu thương hạnh phúc. Hãy nuôi dưỡng tình yêu thương trong chính trái tim của mình, rồi bạn sẽ được đáp lại bằng tình yêu thương. Còn nếu trong trường hợp ai đó không trân trọng bạn, không còn yêu thương bạn nữa, thì bạn hãy mạnh dạn rời xa cái người đó và bạn sẽ tìm những hạnh phúc mới. Có thể là hạnh phúc với chính bạn, cũng có thể là hạnh phúc bên một người khác, tùy sự lựa chọn của bạn. Nhưng bạn chỉ có thể giữ được hạnh phúc của chính bạn thôi, bạn không cần phải giữ ai hết. Và khi bạn giữ được hạnh phúc cho chính bạn rồi thì mọi mọi sự tùy duyên, không không ai có thể nói trước được là hôm nay chúng ta đang hạnh phúc thì ngày mai chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, đúng không ạ? Mà hạnh phúc là một hành trình, hạnh phúc là một con đường, và chúng ta hãy trải nghiệm điều đó trong từng ngày, từng ngày, từng phút giây mà chúng ta đang sống hiện tại bây giờ và ở đây. Chứ chúng ta cũng đừng mơ ước một cái hạnh phúc xa xôi, một cái hạnh phúc trong 3 năm nữa hay 5 năm nữa hay 10 năm nữa. Chúng ta cũng đừng đặt ra một cái áp lực là chúng ta phải cố gắng giữ hạnh phúc gia đình. Ai càng áp lực thì người đó càng càng gặp những cái khó khăn, những cái tiêu cực trong cái hành động của họ. Hãy sống một cách hồn nhiên nhất, thoải mái. Bạn là chính bạn, bạn tự tin, bạn bản lĩnh và bạn giữ cái con người bạn. Bạn là một con người rất là tuyệt vời. Chính con người bên trong của chúng ta rất là tuyệt vời. Chỉ là đôi khi vì những cái lý do gì đó mà chúng ta đánh mất đi cái bản chất nguyên thủy của mình, đánh mất đi cái con người bình an, con người biết yêu thương, con người biết hạnh phúc của mình thôi. Nên tất cả chúng ta ai cũng có thể có hạnh phúc vì chúng ta vốn là sinh ra đã có thể có được điều đó bởi chính cái sự độc lập trong suy nghĩ của chúng ta. Bạn đừng đừng để người khác can thiệp với đừng để người khác can thiệp lên cái cảm xúc của bạn nhé. Bạn hãy làm chủ chính mình, hãy làm chủ trái tim của mình, hãy nuôi dưỡng tình yêu trong trái tim mình. Và muốn người khác yêu mình thì phải mình phải yêu mình trước, rồi mình cũng phải yêu biết yêu người khác, thì rồi mình mới đón nhận được cái tình yêu từ người khác. Đấy là cách giữ, tôi cho rằng đấy là một cách giữ bền vững nhất, và đấy cũng là điều mà tôi tâm tâm niệm bao nhiêu năm nay trong đời sống của cá nhân tôi cũng như trong đời sống của gia đình tôi, và cũng là điều mà tôi luôn hướng các thân chủ của tôi trong việc bảo vệ cái hôn nhân của họ. Hãy bắt đầu thay đổi từ chính mình, đừng mong người khác thay đổi. Đó là nghệ thuật học cách nghệ học nghệ thuật chung sống người khác, học cách chấp nhận người khác, học cách tôn trọng người khác, và sâu xa hơn đó chính là mình phải biết chăm sóc mình mỗi ngày, biết yêu thương mình mỗi ngày. Khi bạn tràn đầy tình yêu thương với chính bạn thì bạn sẽ toát lên một vẻ đẹp, và điều đấy sẽ quyến rũ những ai mà bạn muốn quyến rũ. Và tôi tin rằng người mà bạn muốn giữ nhất, mọi người mà quan trọng nhất đối với bạn đó là người đàn ông bạn yêu, đúng không ạ? Và đấy không phải là một cái mục tiêu quá xa vời đâu ạ, nó gần ngay trước mắt thôi, trong tầm tay của chúng làm được. Chúc các bạn một tuần mới làm việc thật là vui và hạnh phúc, và hãy bắt đầu từ tối nay, hãy đi ngủ sớm, yêu thương chính mình lại đi ngủ sớm, sáng mai ngủ dậy chúng ta sẽ chăm sóc mình bằng một vài cái cách thức riêng, có thể mỗi người một cách, nhưng một cách của tôi là sáng sớm tôi sẽ trước khi ra khỏi giường tôi sẽ massage ở khuôn mặt của mình, cơ thể của mình, nếu mà mệt mỏi thì tôi sẽ làm cho cơ thể của tôi được khỏe khoắn. Tôi sẽ uống một cốc nước lọc ấm hoặc một cốc mật ong chanh. Tôi chăm sóc bạn tôi, thân tôi thật là thoải mái. Tôi tìm những niềm vui trong buổi sáng. Khi ngủ dậy tôi sẽ nghĩ đến những cái điều tôi thích, nghĩ đến những điều tôi đang có, biết ơn những cái gì mà tôi đang trân trọng. Và tôi kết nối với những người xung quanh tôi theo cái cách tích cực như vậy. Thì tự khắc tôi luôn luôn có một ngày tràn đầy năng lượng. Đọc tặng các bạn một câu thơ để sáng mai chúng ta cùng nhau chia sẻ nhé. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy cho ta được ngày nữa để yêu thương. Hãy yêu thương chính mình và yêu thương người bạn đời của mình. Khi bạn trân trọng, bạn sẽ được trân trọng. Cảm ơn các bạn.